chào các bạn. Hôm nay là ngày 28 Tết âm lịch. Mình làm mình quay review chợ hoa cho các bạn coi. Chợ hoa nằm ở Giáo Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang các bạn. Sân bay cũ. Bây giờ mình đang ở với đường Hùng Vương các bạn. Bây giờ mình sẽ chuyển máy qua, mình đi review cái khu vực này cho các bạn coi nó xôm như thế nào. Các bạn.
vô thì không có đóng phí đâu các bạn. Cái hướng mà sau lưng mình này là hướng đi về Winburn đó các bạn. Đi Winburn đó, đi về hướng đó, hướng gần dầu á. Và cái bên kia có cây bưởi kìa. Và mình review cây bưởi cho bạn coi. Ồ, mấy cây bưởi đẹp quá trời các bạn. Cái bưởi nào dạng hết trơn. Bưởi cũng có mật thủ nữa nghe, mật thủ nữa. Cái bưởi vàng. Đụng giá, đừng có đụng. Cái gì cũng vậy, giờ mua đừng có đụng. Nó chín rồi nó liếu lắm. Mà hoa vậy cũng còn khá nhiều quá ơi. Bà con còn nhiều hoa quá trời luôn. Kết thúc năm nay là mình như là kinh tế nó yếu rồi. Bà con mình đem hoa nhiều. Đó, cái này mình bán không hết rồi, bán lỗ chết luôn. Hy vọng cho bà con đồng bào địa phương như vậy ủng hộ cho mấy cô chú anh chị ở đất liền hoa bán. Về có tiền để ăn Tết chứ mà ới mình chờ mà cuối năm mà mua là mình có mua hết trơn rồi, chỉ có mình mua 20, 25, 26 rồi mình mua rồi, không có chờ ngày cuối đâu. Giờ rảnh là đi review cho các bạn coi, để chờ coi chờ ngày cuối thì bà con bán lỗ quá, ta về ta còn tranh thủ về vui với ông bà nữa. Một vòng kia mình bọc lại quay cho cái khu có cái khu
nó có nguyện làm cho những xuất tiên xuất xuân vui xuân, thấy người người nó nạp vui không bạn, xe này xe cổ phố xá ông vui không.